Xin chào tất cả các bạn trên toàn thế giới. Khi chúng ta học sử dụng làm phim hoạt hình thì buổi hôm nay tôi dạy làm phim hoạt hình, buổi sau tôi sẽ dạy lập trình. Vì trên kênh của tôi là bao gồm là công nghệ thông tin, bao gồm là những cái kiến thức về lập trình website và kiến thức về làm phim hoạt hình. Thế thì trước đây tôi đã sử dụng cái chiếc laptop Core i3, nó rất là cũ. Chính vì vậy là khi tôi sử dụng quay màn hình nó rất là chậm, và làm phim hay làm những cái gì đó nó chậm, khiến các bạn nghe cảm thấy không ưng. Thì vừa rồi tôi có mua một chiếc máy tính, đây là chiếc này. Thì chiếc này của chúng ta là tôi mua trên đường Lê Thanh Nghị, của trên quận Lê Thanh Nghị ở gần Bách Khoa, đại học Bách Khoa, và nó gần với trường đại học xây dựng, thì cái phố Lê Thanh Nghị trên Hà Nội đấy. Thì tôi có mua một chiếc máy tính này. Thì chiếc máy tính này được cài hệ điều hành Win 10, tôi mua với giá là 12 triệu. Kể ra có tiền thì tôi sẽ mua một chiếc to hơn, nhưng mà với chiếc này là chúng ta đủ dùng làm đồ họa rồi. Thì cấu hình của nó như sau. Đây là chiếc Workstation Dell. Workstation Dell là T5810, có cấu hình là chip Xeon E5-2678P3. Đấy, các bạn làm đồ họa các bạn phải mua những loại máy workstation. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là đối với tôi đã cài rất nhiều phần mềm thì nó chạy rất là bốc. Đấy. Thì trong cái phần này thì tôi giới thiệu qua về máy tính một chút. Với bộ vi xử lý là tốc độ 2.5, có thể up to lên đến 3.3. Và ở đây là có 12 nhân và 24 luồng. 12 nhân 24 luồng. Với RAM là 16, RAM này RAM 4, có tự động sửa lỗi được, tự động sửa lỗi. Đấy. Thì như vậy thì chúng ta mới có thể làm được ổ cứng. Thì tôi cũng định mua cái S256, nhưng vì lúc đó cũng kẹt tiền cho nên là tôi mua cái 128. Thì tôi cài hệ điều hành trên ổ SSD, còn ổ cứng thì tôi cài ứng dụng. Thì ở đây tôi đã dạy đề cập với các bạn là chúng ta đã học những phần mềm hoạt hình 2D và 3D. Thì 3D thì tôi sử dụng Blender. Đấy, Blender để làm những cái 3D. Còn 2D thì tôi sử dụng hai phần mềm là Custom Animator V4, và còn cái này là Tombow Harmony 20, tức là bản nâng cấp so với cái bản trước. Thì bài hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn là khi mà chúng ta cái bản này chúng ta thường là crack ở trên các trang mạng họ cho. Thì các bạn có những bạn là khi khởi động thì nó báo là gì không đúng key bản quyền thì nó sẽ tắt cái chương trình đi. Thế thì tôi đang nghĩ ra một cách là chúng ta sẽ ngắt kết nối mạng trước khi khởi động, sau đó ta lại mở lại. Các bạn có thể vào chỗ phần Open Network Internet Setting. Đấy, rồi chúng ta chọn cho tôi cái phần sau các network. Bật lên. Nó bật lên ở đây thì sau đó thì các bạn vào chỗ là Change Adapter Option. Các bạn ngắt kết nối đi, Disable. Đấy. Các bạn để cửa sổ này lại, rồi các bạn khởi động nó xong. Khởi động xong thì các bạn sẽ bật chương trình lên. Đó, bật chương trình lên. Thì với con này thì chúng ta mới kết hợp với Photoshop và Illustrator chúng ta làm được. Còn với những cái con mà Core i7 thì tương đối là chậm các bạn. Đấy, bây giờ nó khởi động lên nhé. Khởi động xong thì chúng ta lại mở kết nối. Nó chỉ báo cái lúc kết nối thôi. Đấy, chúng ta chọn là No Thank You. No Thank You. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bật nó trở lại. Đấy, các bạn lại bật lại. Các bạn lại chọn vào phần Adapter. Đó. Rồi chúng ta lại chọn. Rồi chọn mở lại. Rồi bây giờ chúng ta lại cho nó View Network. Ok. Rồi chúng ta bật lại nó một tí.
ta cho mở những cái này thế là chúng ta chọn là view network, chọn này, ta chọn enable, thế là nó lại kết nối lại cho các bạn thôi. Đó, kết nối lại nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái này. Thì đây là một màn hình rất là rộng. Tôi dùng cạc rời. Cạc rời là Quattro K2000. Thế là có tiền thì các bạn có thể Quattro 4000 cũng rất là tốt. Rồi, các bạn có thể chọn display Quattro K2000, các bạn chọn Quattro K4000, các bạn dùng hai màn hình cũng được. Như ở đây tôi chưa có cho nên tôi sẽ dùng tạm một màn hình. Với phần mềm này thì các bạn thấy là trên đây thanh này nó cũng rất là hiển thị rõ ràng với các icon. Các bạn có thể thấy là gồm có phần camera zoom, rồi phần camera pan, vân vân, xoay, chiều, vân vân, 3D. Nó làm theo cơ chế là pin line, có nghĩa là theo đường ống. Ví dụ ở đây tôi chọn một cái G3 nhé. G3 là cái miễn phí ở đây. G3 miễn phí thì các bạn có thể sử dụng bất kỳ một cái con nào để các bạn vẽ nó. Ví dụ như là các bạn có thể dùng cái đây là những cái con vật, động tác của các con vật. Đấy, con dog, con chó, vân vân, con mèo. Hoặc là trên này thì các bạn sử dụng cái con vào các nhân vật khác, ví dụ như là nhân vật như là human là người nhá, còn swing là cánh chim, vân vân. Rồi những cái tự động. Thì đối phần mềm này thì những bạn làm các video vui nhộn nhanh thì các bạn sử dụng phần mềm này. Các bạn sử dụng phần mềm này nó nhanh hơn là với chúng ta sử dụng là các bạn chưa quen với phần mềm như Moho. Moho thì nó khó sử dụng hơn. Moho khó sử dụng hơn. Thì miễn làm sao phần mềm nào thì phần mềm, miễn làm sao là chúng ta có thể làm được phim. Còn chúng ta cũng không coi trọng cái nào tốt hơn hay không. Thì trong cái kênh của tôi đã sử dụng là rất nhiều loại phần mềm. Thì các bạn sẽ lựa chọn bạn nào đi theo Cartoon Animator thì các bạn dùng. Bạn nào đi theo Tombow Harmony thì các bạn dùng. Tombow Studio các bạn dùng. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng nó. Thế thì với cái bài về G3 thì chúng ta chọn người chẳng hạn. Chọn người. Thì các bạn nhìn thấy là đối với máy tính mới nó rất là nhanh. Nó giúp cho các bạn làm việc rất tốt. Đây các bạn nhấp vào đây nhá. Các bạn chỉ cần nhấp vào nó thì nó sẽ ra giữa màn hình, nó mặc định là căn giữa màn hình, và bạn kéo thì nó sẽ ra không đúng màn hình. Thì các bạn nhìn thấy này, đây là cái phần điều chỉnh camera to vào, thu nhỏ vào. Trên đây các bạn chú ý, chụp XY là tọa độ màn hình, X là chụp hoành, Y chụp ngang và Z là chụp sâu. Đấy, các bạn chú ý nhá, Z người ta còn gọi là cao độ, trong toán học gọi là cao độ. Thế đây đối với một nhân vật mẫu đây, thì chúng ta làm phim hoạt hình thì chúng ta không nên là sử dụng đúng cái người mẫu này, vì người mẫu này là bản gốc của họ. Chúng ta mang ra thì nó không hay lắm, chẳng nhẽ phim nào đã mang cái ông này ra thì không được, đúng không? Vậy các bạn làm như sau nhé. Các bạn nhìn thấy này, Project là một cái dự án các bạn làm phim này, Actor là nhân vật này, Animator là các bạn sử dụng menu này để các bạn làm chuyển động này. Đấy, đây là phần cảnh này, còn đây là phần con rối, và phần này là phần chúng ta chèn âm thanh vân vân. Đấy, các bạn sử dụng nó. Thế thì với cái Actor này thì các bạn nhìn thấy là trên màn hình lúc này nó chỉ xuất hiện như này thôi. Đấy, thì đây là cái nút là Create Media, tức là tạo ra môi trường hoạt động. Còn đây là chúng ta chuyển sang chế độ xương của nhân vật. Các bạn nhấp vào đây. Các bạn nhấp đây để nhập một chế độ xương, còn không có thì các bạn nhấp vào cái môi trường này để tạo ra một cái pop. Đó. Các bạn tạo ra một cái pop. Bây giờ các bạn điều chỉnh nó như background này, hình ảnh này, con rối này. Đó. Thế còn các bạn nhấp vào đây. Nhấp vào đây thì menu sẽ trải rộng ra cho các bạn. Menu trải rộng ra cho các bạn. Sau đó các bạn chuyển vào convert phần này, phần create media gồm có ông này. Đó. Tôi xin lỗi, các bạn chọn vào đây.
chọn biểu tượng này thì nó sẽ ra phần xương cho các bạn. Đó, xương của chúng ta là gồm có này, xương đầu, xương vai, xương cánh tay và xương bàn tay. Còn đây là xương được liên kết với bộ khung người. Còn đây là hai cái chân. Chân gồm có là xương đùi, xương hông và xương xương đây là xương của chúng ta là xương cổ chân, ống chân và xương bàn chân. Đấy. Tương tự nó như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang Photoshop. Để chuyển sang Photoshop thì các bạn làm rất là dễ thôi. Các bạn có thể vào trong đây các bạn đặt tham chiếu cho nó. Đấy, và đặt tham chiếu. Thế thì chúng ta nhìn thấy là ở đây tham chiếu này, display, gớt vân vân, rồi lưới, khoảng cách lưới 100 đơn vị, gớt size vân vân, các bạn chọn như thế. Đấy, rồi cái này là sâu, file vân vân, rồi chống răng cưa. Đấy, các bạn đọc nó rất là dễ thôi. 1 triệu, 3 triệu pixel make up của cái hình ảnh của nó là rất là nét. Các bạn đặt tham chiếu, các bạn thích thay đổi gì thì các bạn chọn thay đổi trong đây. Đấy, trong phần texture thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái phần là chúng ta phải nhấp vào đây để chúng ta tìm cái file chạy của Photoshop. Ở đây tôi cài trong program Adobe Photoshop, các bạn nhấp vào đây. Rồi các bạn chọn cho tôi cái phần là ảnh PNG trong suốt nha. Các bạn không chọn này, chỗ này là đục. Ta chọn chỗ này. Đấy, ta nhấp OK. Ta OK để chúng ta đặt tham chiếu. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang Photoshop. Chúng ta chuyển đây nha. Chuyển đây này. Thì lựa chọn của nó như sau. Lựa chọn như sau. Head and body on file, có nghĩa là khi ta chuyển thì cả cái người này sang, bao gồm cả đầu, cả cơ thể đều chuyển sang. Hình ảnh scale, tức là hình ảnh được co giãn là 2.5, tức là nó tăng 2.5 so với cái hình ảnh gốc. Đấy, các bạn có thể máy các bạn yếu thì các bạn chọn cho tôi 1, tức là chuyển 1:1. Còn các bạn máy tính khỏe các bạn chuyển cỡ 2 chấm. Còn các bạn chọn nút này thì có nghĩa là nó chia đầu ra một phần, thân ra một phần và ta sửa. Đấy. Cấu trúc của nó thì chúng ta sửa những các góc hiện tại. Đây là update nhiều góc, chúng ta chọn. Đấy. Chúng ta chọn nhiều góc, các bạn chọn cái này. Thì ảnh của chúng ta ra độ phân giải như này. Bây giờ cho thấp xuống thì ảnh độ phân giải thấp hơn. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nha. Resolution là độ phân giải, các bạn cho xuống, tôi cho 1.5. Đấy. Thì tôi chọn lăn là nó khởi động Photoshop. Nó sẽ khởi động Photoshop, tự động khởi động Photoshop lên. Và chúng ta sửa. Thế thì trong quá trình sửa nó luôn luôn liên kết với phần mềm Cartoon Animator. Nó sẽ liên kết với phần mềm Cartoon Animator để giúp cho các bạn có thể làm phim được, làm tạo cái nhân vật nhanh. Còn phần phong cảnh các bạn, đây bây giờ các bạn nhìn thấy này, cả cơ thể và đầu đều vào một phần. Thế bây giờ tôi sẽ nói cấu trúc của cái file này như sau. Để hôm nay tôi nói kỹ hơn nhá. Kỹ hơn. Thế các bạn nhìn thấy là các bạn nhìn thấy đây này. Các dấu cộng này. Dấu cộng này là điểm nối xương chuyển động của khuôn mặt. Nó có thể là xương, cũng có thể là điểm đánh dấu. Ví dụ hai dấu cộng này là chúng ta đánh dấu vào trong hai cái lông mày để sau này các bạn di chuyển được. Đấy. Đây là dấu cộng này đánh dấu vào cái mũi, dấu cộng này đánh dấu vào cái tai, dấu cộng này đánh dấu vào cái miệng, dấu cộng này đánh dấu vào cái hàm khuôn mặt của ông ta. Đấy. Còn đây là dấu cộng đánh dấu cổ. Đấy, cái điểm này là điểm nối xương. Điểm nối xương. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá. Thế thì bây giờ ta sẽ tạo nhân vật trong Photoshop bằng cách nào? Bằng cách nào? Chúng ta có thể sửa khuôn mặt, sửa mũi, vân vân. Thế đầu tiên thì tôi sẽ nói về sửa khuôn mặt trước. Khuôn mặt thì các bạn nhìn cái bảng layer trong lớp này. Trong bảng layer này
thì các bạn nhìn thấy là nó có tên là Adler Bone Human, tức là phần xương, phần xương, xương của cái con mật. Các bạn có thể điều chỉnh tắt nó đi, các bạn nhìn thấy, các bạn nhìn thấy nó hoạt động như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần bê điểm đánh dấu nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần head, talk head, talking head. Thì ở đây phần đây chúng ta sẽ nhấp vào từng cái, nhấp vào từng cái để ta chỉnh sửa từng bộ phận bên trong. Mỗi một lớp là một bộ phận, mỗi một lớp là một bộ phận. Ví dụ chỗ này là phần chỉnh sửa lông mày, vân vân. Rồi phần hình ảnh riêng nha và xương riêng. Đi xong phần hình ảnh đã, để các bạn nhìn rõ hơn. Đây là phần hình ảnh của cơ thể. Rồi bây giờ chúng ta quay về phần hình ảnh về về đầu. Đây là xương, đây là tóc nhé, tóc sau. Đấy. Còn bây giờ đây là mắt. Đó. Đây là cái này, phần này là phần của cái tai, viền tai nhá. Rồi cái này là của mũi, của miệng, mao là miệng, nòi là mũi. Đó. Nòi là mũi. Các bạn chọn như thế. Phần center. Center phần trong này. Thì trung tâm của chúng ta thấy này. Bây giờ tôi sẽ nói về phần nòi trước. Nòi nhé các bạn. Tất nhiên là rất nhiều phần các bạn phải ngồi làm nòi đây. Đó. Bây giờ ta vẽ cái mũi của ông này. Để vẽ mũi thì Photoshop nó giúp chúng ta là tại đây các bạn chỉ cần nhấp thêm một lớp. Lớp nó sẽ overlay hay là overlap lên cái đây. Đó. Nó sẽ ghi đè lên. Nha, chúng ta chọn ở đây. Thì chúng ta chọn thấy là layer 96. Chúng ta đặt tên, chúng ta có thể đặt tên được, không đặt tên được không quan trọng, vì đây đó là cái phần mũi rồi. Thì các bạn nó chỉ quan tâm đến cái thư mục folder để nó lưu cái lớp ảnh này thôi. Đó. Thì các bạn có thể vẽ một cái mũi mới. Ví dụ tôi muốn vẽ một cái mũi đen. Tôi chọn đây là tôi chọn một cái con trùng. Rồi tên này. Đó, kể cái điểm cái kia trước, các bạn cứ không cần quan tâm đến cái mũi cũ, các bạn quan tâm đến cái mũi này. Đó, các bạn có thể vẽ lên đây. Đó, đây là vẽ bằng một chổi cho nên là nó có đường mờ bên trong. Đó, các bạn nhìn thấy là nó mờ bên trong nha. Thế các bạn muốn vẽ một cái mũi nét hơn, muốn vẽ một mũi nét hơn thì các bạn có thể dùng dùng pen. Các bạn dùng pen để các bạn vẽ cho nó dễ hơn. Các bạn dùng pen. Đấy. Còn đây là chúng ta đang dùng chổi, đúng không? Đấy. Chúng ta đợi một tí cho nó. Đấy, mặc dù như thế nhưng mà nó vẫn là chậm. Tôi đã tắt bớt các phần này đi. Chúng ta nhìn thấy là ở đây performance của nó gồm 24 ô nó đang làm. Đấy. Thế thì ở đây các bạn dùng cho tôi là cái pen. Pen các bạn vẽ cái mũi nó tốt lên. Đấy, vẽ mũi tốt lên. Thì đối đây thì tôi chọn, tôi giữ control, giữ phím control bàn phím tôi nhấp vào. Tôi nhấp vào đây. Thì tôi chọn phím delete là xóa hết. Delete là xóa hết để cho một thành một lớp trắng. À, các bạn kéo cái lớp này xuống, các bạn sửa, các bạn kéo vào phần giác. Và các bạn Ctrl D, các bạn thêm một nút nữa. Bây giờ tôi vẽ cái mũi với đường nét hơn. Các bạn giữ an để điều chỉnh cái con handle nhé. Tức là cái con này, con điều khiển, con này gọi là handle nhé. Đó. Thì cái mũi của ta được như này. Sau đó thì các bạn có thể thêm màu. Các bạn nhấp chuột phải cho tôi chọn Make Selection.
các bạn cho vào đây là khoảng 2 pixel. Các bạn chọn phim. Các bạn chọn phim nhé. Các bạn chọn cho tôi là mũi của chúng ta là foreground, là cái nút này, là cái hộp màu nó nằm phía trên. Đấy, các bạn đổ xuống. Đấy, chúng ta được cái mũi mới. Còn cái mũi cũ thì các bạn xóa nó đi. Đấy. Để chúng ta được cái mũi mới. Rồi bây giờ ta sẽ điều chỉnh cái khuôn mặt. Để với khuôn mặt thì khuôn mặt này nó hơi bầu bầu. Hơi bầu bầu. Thì chúng ta có thể điều khiển, ta vẽ theo kiểu khuôn mặt hình trái xoan. Thì các bạn vào nút, vào thư mục phây. Vào thư mục phây nhá. Đây. Đây các bạn tắt thử đi, sớm mất cái phây đi, đúng không? Còn kia là tóc sau. Phây ở đây các bạn lại chọn một cái phây mới. Và chúng ta sẽ vẽ lên vị trí của phây cũ. Rồi. Ví dụ bây giờ tôi sẽ vẽ một cái phây mới. Tôi cho vầng trán 2k một tí. Đó. Các bạn tiếp tục dùng cái này. Rồi các bạn đã tiếp tục vẽ cái tan. Đó. Tôi vẽ lên đây. Đây là tôi vẽ đây. Bây giờ tôi cho một cái mồm nhỏ, mồm một trái xoan hơn. Đó, mồm trái xoan hơn nhá. Rồi, tôi sẽ hướng dẫn các bạn thật kỹ. Đó, tôi dùng pen tôi chỉnh như thế. Các bạn cho chỗ này lên đến đây. Các bạn đến phần đây. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái tai có vẻ nó giống như tai của Đức Phật hơn. Đó. Đó. Và tôi chọn chữ An để tôi cắt nó đi. Đấy, để nó điều chỉnh cái handle đi. Rồi ok xong. Bây giờ tôi sẽ dùng cái con bút thử. Đấy, bạn đây các bạn chú ý nhá. Ở đây có rất nhiều thứ để cho các bạn làm. Chúng ta chọn cái con bút pen thử ở đây. Photoshop mới của tôi. Đây đây, nó nằm đây. Các bạn nhấp vào đây. Đó. Thử đây. Và bây giờ các bạn sẽ dùng chọn pen. Các bạn chọn pen. Các bạn chọn đúng cái nấc này. Các bạn chọn pen. Các bạn nhấp chuột. Chọn Make Selection. Các bạn cho vào 2 pixel. Đấy, và chấm răng cưa này. Và các bạn đổ phim. Phim vào. Với cái foreground color là phần này. Background color là cái phần màu này, màu phía dưới. Nên chúng ta chọn foreground color. Chúng ta nhấp OK. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ xóa đi cái, xóa đi cái ảnh, lớp ảnh phía dưới. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy là tôi đã thay đổi lại cái khuôn mặt của đồng chí này. Bây giờ chúng ta tiếp tục vào phần tóc. Tóc này hiện nay là ta chưa có, đúng không các bạn? Tóc chưa có. Rồi ok. Ở phần tóc sau đã. Tôi sử dụng tóc sau đã. Tóc sau nó nằm đằng sau. Tóc sau nằm đằng sau. Tôi muốn một cái bộ tóc khác. Ví dụ tóc sau như này. Thì ta cứ để đây. Ta chọn một cái lớp mới ở đại đây. Các bạn chú ý nhá. Đó, lớp mới đây. Đây là lớp mới. Còn lớp này cứ kệ nó. Bây giờ ta sẽ vẽ bộ tóc. Vẽ bộ tóc đã. Tôi vẽ bộ tóc xuống tận đây. Đấy các bạn, vẽ bộ tóc xuống tận đây nhá. Còn nó hơi cao. Mình cứ cho tóc xuống đây. Đây là tóc phía sau. Các bạn chú ý nhé. Đấy. Black hair, back hair. Để chúng ta chọn ở đây. Chúng ta có thể cho lên đây. Đấy. Các bạn vẽ xuyên qua kệ nó. Rồi.
Bây giờ ta sẽ đổ với một cái mái tóc đen. Ta chọn màu ở đây là màu đen, đen hơn một tí. Đúng rồi. Bây giờ ta chọn Make Selection 2 pixel. Tôi hy vọng các bạn là theo dõi tôi làm kỹ. Đó. Tôi chọn Foreground 2 pixel. Đấy, tôi đã được cái tóc này. Rồi. Bây giờ các bạn cần chôn đê đi, các bạn có thể vẽ lên điểm những cái tóc bạc xung quanh. Các bạn có thể chọn như là ta chọn này, ta chọn opacity nhỏ đi một chút là để mờ đi. Đấy, qua này các bạn học được Photoshop luôn. Đó. Ta tô điểm cho sợi tóc. Đấy, đây là tôi làm nhanh nhá, còn các bạn nhỏ, các bạn làm chậm thì các bạn làm những sợi tóc lươn lươn nhỏ hơn. Đó. Ví dụ chúng ta có thể vuốt sang hai bên. Vuốt sang hai bên. Đó. Ok, xong. Bây giờ các bạn xóa cái lớp tóc dưới này đi. Ok. Thế bây giờ chúng ta sẽ tóc đằng trước. Đằng trước của chúng ta là một cái thư mục rộng, nó chưa có gì. Chúng ta chọn new lớp ở đây. Thì chúng ta kéo nó vào tóc đây. Đó, ta mở nó ra. Đây là phần tóc, tóc trước. Phần tóc trước các bạn vẽ vào phía trên này. Các bạn chọn pen. Chọn pen để các bạn vẽ phần tóc trước nhá. Rồi, tôi hướng dẫn các bạn vẽ phần tóc trước. Vẽ phần tóc trước. Đây, tôi sẽ cho mái tóc. Để an vào đây. Đó. Tôi cho nó ra. Các bạn cho tóc trước phần này cho nó sinh động tí cho cái loa ta phía ta. Ok, rồi các bạn nhấp Make Selection, chọn 2 pixel. Rồi bây giờ các bạn đổ tóc đen vào. Muốn đổ tóc đen thì các bạn lại chọn màu đen đó thôi. Rồi ok, bây giờ các bạn phim màu đen. Đó, phim màu đen ở đây. Ok. Rồi, ok. Ta đã được tóc như này. Đấy là chúng ta đã vẽ xong cái phần tóc và mặt. Bây giờ chúng ta vẽ mắt. Mắt nhá. Đó, mắt và mồm. Mồm sau, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm mắt ở chỗ nào. Mouth open. Còn cái con mẫu này nó không có mắt ngon, đúng không? Chúng ta chọn ai đây. Đó. Thì trong đây các bạn nhìn thấy nhá, trong mắt này tôi nói này, iris là con ngươi, eye white là màu trắng, mask là dấu mắt. Đó, chúng ta chú ý nhá. Các con này đều rỗng hết. Bây giờ chúng ta sẽ phải vẽ từng thứ cho nó. Vẽ từng thứ cho nó. Đầu tiên ta vẽ con ngươi. Con ngươi thì các bạn nhấp vào đây. Đó, các bạn nhấp vào đây, các bạn đặt cái này vào đây. Ok. Các bạn đặt vào đây rồi thì ta được iris. Iris của chúng ta là rỗng. Đấy, các bạn xóa đi một cái được. Xóa đi một cái. Ok. Copy à? Rồi tôi xóa một. Xóa này đi. Ok, iris nhá. Đây là mắt phía phải, mắt phải bên này. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ phóng to lên. Đấy, tôi sẽ sử dụng. Đây, các bạn tạo nhân vật trước, các bạn tạo cảnh, rồi các bạn sẽ làm kịch bản, bạn sẽ tạo được ra. Tôi cho nó to lên một chút. Đây, con người của tôi nó nằm chỗ này. Đây là con người nhá. Đấy, rồi tôi tô với màu đỏ, con người màu đen. Phim chúng ta chọn phim vào. Ta chọn là ok. Rồi, xong con người này. Bên lòng trắng này.
Ông trắng các bạn tạo cho tôi một cái nữa đây. Các bạn kéo nó vào vòng trắng. Đấy. Tại đây chúng ta sẽ cần Ctrl D trên Photoshop để thôi chọn và chúng ta vẽ một cái lòng trắng. Các bạn chú ý nhé, đây là một cái người mẫu. Đây là phần lòng trắng các bạn. Make selection. Bạn chọn hai pixel. Rồi các bạn chọn màu trắng trên đây. Màu trắng đây hoặc là màu trắng phía dưới. Màu trắng có tham số là 255255. Đấy, thì chúng ta có thể tô với màu trắng phía dưới. Thì ở đây chúng ta tô luôn với cái background color. Đấy, chúng ta đặt lòng trắng, đúng không? Rồi đến bây giờ là đến phần mask là lòng đen. Ở lòng đen này các bạn chọn tôi lúc này lòng đen đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn nó con này. Các bạn sẽ làm giống tôi nhé. Các bạn yên tâm là sẽ rất là đẹp, đúng không? Sau đó chúng ta chọn về Make Selection. Chúng ta chọn một pixel 1 và chúng ta tô với màu đen. Các bạn vào phim, các bạn tô màu black. Đấy, ok. Ok, chúng ta đã tô được màu đen. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ lông mày, mắt mắt bên kia đã. Rồi nha, đây là mắt, mắt này là mắt, chúng ta vẫn một mắt này. Đấy, cầu kỳ lắm. Rồi mắt cười. Mắt cười thì chúng ta cũng làm như vậy. Thì chúng ta sẽ tắt cái nomer này đi. Đấy, chúng ta làm mắt cười. Mắt cười thì nó hơi hít một tí, đúng không? Rồi chúng ta sẽ làm từng cái một nhé. Chúng ta làm cái mắt trước. Ok, ta chọn ở đây. Đấy, ta chọn mắt cười trước. Làm đủ các mắt thì nó sẽ cười cho các bạn rất là tốt. Rồi bây giờ chúng tôi làm mắt cười này. Mắt cười là hít lại với nhau. Rồi ok. Đó. Các bạn này make selection của tôi. Các bạn chọn màu đen. Tô phim. Đây là phần mask. Ok. Mắt cười nhá. Còn chỗ D. Rồi bây giờ chúng ta đến lòng trắng. Lòng trắng thì nó bé xíu thôi. Lòng trắng các bạn chọn vào đây. Trắng đây. Thì tôi cho cái con này nó rất là nhỏ. Tôi tô trắng xíu. Đấy, cười híp cả mắt mà. Đó, các bạn tô vào đây cho nó ngon, các bạn cho opacity lên cao. Đó, kệ nó, chúng ta nhìn ở đây là ta ghi đè mà, cho nên là nó có màu đen ở đây, kệ nó nhá. Rồi con ngươi. Con ngươi thì các bạn chọn vào đây, các bạn chọn một cái mực màu đen. Các bạn xoay quanh đây. Đó, kệ nó dấu cộng nhé. Rồi, mắt người. Rồi, thế là chúng ta đã làm xong cái mắt cười. Mắt đóng, và mắt đóng thì còn dễ hơn. Rồi, chúng ta làm mask này. Chúng ta cho cái này vào đây. Rồi, chúng ta cho mắt đóng. Đó, mắt khép, tức là chúng ta đóng vào. Đóng vào thì chúng ta muốn nó nét thì chúng ta chọn bút này.
chúng ta chọn nước đó. Các bạn chỉ cần như thế thôi. Các bạn chọn Make Selection. Rồi chúng ta tô màu màu đen. Phim màu đen. Đấy. Ok. À, phim màu đen. Phim black. Ok. Xong, đây là mắt, mắt cười. À, mắt đóng. Mắt đóng thì đi dịch vào cái này, coi như đóng thì đóng hết rồi. Chúng ta không cần phải làm nó nữa. Đấy, mắt đóng nhá. Rồi mắt thường là mắt thường rồi. Ok, mắt thường thì bây giờ chúng ta trong cái mask của nó này, tôi muốn các bạn vẽ thêm lông mi, vẽ thêm lông mi, các bạn chọn đây mask của nó nhé. Rồi tôi chọn vẽ thêm lông mi opacity đậm lên một chút, đúng không? Rồi tôi cho lông mi, các bạn chọn vào mask bên ngoài lông mi, lông mi này. À, các bạn có thể cho cái con chồi này nhỏ lên một tí. À, các bạn vẽ lông mi càng đẹp. Đó, lông mi nhá. Ok xong. Rồi ngoài ra thì còn có mắt scare, tức là sợ sệt, rồi scream, rồi vân vân. Chúng ta sẽ làm được những cái đấy xong thì ta làm tạm cái này. Bây giờ ta sang mắt phải, mắt trái. Mắt trái thì ở đây để tôi chỉnh sửa lại. Các bạn nhìn thấy nhân vật đã được thay đổi gần như là của chúng ta trông hoành tráng phết, đúng không? Rồi ta làm thêm lông mày, làm thêm mắt ấy đã. Ta làm thêm mặt cười đã nhá. Mắt trái. Rồi mắt này thì ta làm mát trước. Mát đầy giống, các bạn cho thêm một chút này. Ok xong. Bây giờ các bạn đấy, các bạn nhìn thấy là rất là dễ, đúng không? Rồi bây giờ ta làm mắt, ta chọn pen, ta làm cái mắt bên tay này. Đó, dự án lại ta đóng vào đây, thêm vào đây, các bạn chọn vào đây. Chúng ta chọn mắt đúng được phải. Make selection, các bạn chọn ok sẽ được. Bây giờ các bạn tô mực đen, phim mực đen. Rồi phim mực đen là cái mắt nhá. Rồi bây giờ ta ấn Ctrl T, ta vẽ thêm lông mi nó luôn, ta vẽ thêm lông mi luôn. À, các bạn cho mực đen các bạn vẽ. Chúng ta đánh đen là 0 0 0. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tô thêm. Vuốt từ dưới vuốt lên nhé. Vuốt từ dưới vuốt lên. Các bạn nhìn thấy các bạn làm là sẽ trông rất là đẹp. À, đây là cái con rối của họ thôi. Rồi bây giờ lòng lòng trắng, lòng trắng bây giờ chưa có gì, chúng ta thêm để vẽ lòng trắng. Lòng trắng bé hơn lòng mắt bên ngoài, chúng ta chọn pen. Cái này thì các bạn không lo gì về phần zigging chuyển động vì nó tự động, nó tự động thôi các bạn. Đó, chúng ta chọn Make Selection. Chúng ta sẽ tô với mực trắng.
Fill 100. Đó, tôi dạy các bạn cẩn thận kỹ từng cái một nhé. While. Ok. Xong. Bây giờ các bạn chọn Isaac. Isaac là con người. Con người có sẵn cho các bạn rồi. Các bạn sẽ cho một cái này vào. Đó, các bạn cho pen. Các bạn vẽ con người vào trong. Chúng ta chọn make selection. Đó, bây giờ chúng ta tô với một màu ở trên này, đen một tí, background color hoặc foreground color. Đấy, con người thế là xong này, con mắt thường đúng không, con mặt thường. Bây giờ ta vẫn tiếp tục với mắt đóng và cười. À, mắt cười trước đúng không? Mắt cười, cười hết cả mắt. Ok. Rồi mắt cười các bạn chọn pen. Các bạn chọn bên đây. Mắt cười ở bên giữa này. Cười hết cả mắt. Cười. Bạn muốn như thế, rồi các bạn make selection cho tôi. Ok, bây giờ các bạn tô màu đen. Kim màu đen nhá. Đấy, màu đen, black và màu đen. Ok. Rồi, bây giờ đến lòng trắng. Lòng trắng vào đây. Chúng ta cho cái này qua đây một cái. Chọn vào đây. Các bạn tô lòng trắng. Lòng trắng thì các bạn tắt mắt thường đi. Thì các bạn nhìn thấy lòng trắng nhỏ. Ở lòng trắng ở đây chúng ta cho lại make selection. Rồi các bạn chọn tiếp theo đây. Rồi các bạn tô phim Shift F5 nhé, các bạn nhớ chú ý cho tôi. Đấy, đấy là lòng trắng. Rồi con người, con người ở đây thì chúng ta thấy là con người các bạn dùng cái chổi các bạn chấm cho tôi một cái với cái mực đen. Rồi con người các bạn chấm cho tôi để nó nha, nó tô lên là dấu cộng rồi là đánh dấu thôi. Ok, sau bây giờ chúng ta làm mắt đóng. Mắt đóng thì chúng ta chỉ cần làm mát thôi các bạn nhé. Đấy, rồi mát cho nó kéo vào rồi ra ngoài chúng ta kéo vào đây. Ở mắt này thì các bạn chọn tôi cái này, các bạn đóng tịt luôn. Tịt luôn. Đó. Còn các bạn tô phim color cho tôi. Đó, các bạn CF5. Đó, các bạn tô mực đen black. Ok, xong. Nghĩa là chúng ta đã xong mắt. Bây giờ chúng ta sẽ bật cả normal lên. Đó. Đó. Đây là một cái con tương đối là ngon, đúng không? Giờ đây ta sẽ vẽ cái mồm. Fade rồi, tắt rồi. Đó. Bây giờ ta sẽ đi tìm cái mồm của chúng ta nó nằm chỗ nào. Mồm trên đây. Mồm normal. Mồm normal M thì các bạn chọn mồm bình thường. Các bạn có thể mở cái mồm như thế này. Bạn có thể tô mồm màu đỏ son. Các bạn khi mà cho tôi phi mồm, tôi xin lỗi, chưa make selection đúng không? Make selection là chọn một cái mồm mình thôi, các bạn tô và phi. Ok,
mồm bình thường nhá. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho tôi một cái mồm cười. Mồm cười thì chúng ta sẽ tắt cái mồm nô mờ đi. Đây chúng ta định được, chúng ta chọn mồm cười. Mồm cười của chúng ta đây. Đây là mồm cười, thế thì chúng ta sẽ sửa. Chúng ta sửa cho nó. Ta sửa, các bạn có thể sửa cô gái này với cái chúng ta xem nào. Cho một ít môi, đúng không? Loại uốn, đúng rồi. Make selection. Các bạn chọn cho tôi cái môi tạo thì hoa. Trên cũng cho một cái môi đỏ cho tôi. Các bạn chọn tiếp mồm này. Ngoại tô môi đỏ, môi đỏ nhé. Đây, mồm cười. Rồi, chúng ta sẽ tạo cái mồm tóc vân vân. Thì rồi các giọng nói vân vân nữa. Thì chúng ta thử như này đã. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ cho cô gái với một cái body khác. Body có ngực đàng hoàng nhá. Ví dụ như là chúng ta vẽ từ đây ra sang phần body. Đó. Xong cái đầu. Và thu lại cái phần này nhé. Rồi ta sang phần body. Body thì cái phần hip chính là body. Các bạn nhớ từ hip trong tiếng Anh nghĩa là body. Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ vẽ cho chúng ta một cái cô gái. Vẽ một cô gái. Cô này có một cái nào vậy. Các bạn có thể xong rồi thấy hoa thế nào. Rồi các bạn chọn thêm một nút vào đây các bạn. Đó, ấn Ctrl các bạn. Đây các bạn. Bạn thêm nút vào đây, ấn Ctrl đây. Đó. Đó, đây là phần ngực hơi to lên một chút. Ngực to lên một chút. Phần này các bạn xoay lên lại cho tôi. Đó. Cái này cho ra một tí nghĩa là có ngực, có ngực một tí nghĩa là đàn bà có ngực đó. Bạn điều chỉnh
đẩy con trôn nhá, điều chỉnh là đẩy con trôn. Thế còn thêm cái này thì các bạn thêm này. Các bạn có thể đấy, các bạn làm như thế rồi. Bây giờ tôi thay cô gái này với một cái nha. Đây, chỗ này cho khép vào một tí. Chỗ này chúng ta cho khép vào đây. Đây gọi là có cái đầu ngực. Đấy. Ok. Rồi bây giờ ta tô với một cái là xanh à. Cái tô màu xanh là phim và màu xanh nhé, phim màu xanh. Xin lỗi các bạn phải chọn make selection trước là ok, là các bạn phim màu xanh. Đấy, màu xanh mà đúng không. Rồi bây giờ các bạn có thể tạo thêm các nút quy. Đấy, các bạn có thể tạo thêm cái nút quy vào đây. Các bạn chọn cho tôi cái phần này. Đó. Các bạn quỳ nhá. Rồi các bạn có thể tự ship các bạn vẽ thêm thêm. Tự ship các bạn vẽ thêm. Tự ship. Ok. Sau đó các bạn đổi cái quy màu. Đó đây. Đó. Gọi là quy ám đúng không? Rồi bây giờ này chúng ta sẽ xong được cái phần này, xong phần này. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái phần này. Với cái phần này các bạn kéo xuống tận lấy vít này được. Các bạn ấn Ctrl T. Các bạn vẽ ấn đây. Em cần chôn đây cho tôi. Các bạn kéo. Đó. Rồi nhá. Rồi. Tí chúng ta cho cái máy. Nào rồi. Còn cái phần dưới này. Phần dưới này của cái máy thì chúng ta thêm một cái loại là diềm. Điểm này chúng ta cho thêm. Chúng ta có thêm diện thì nó với màu. Chúng ta phải make selection mà tôi cứ hay quên đúng không? Diền, chúng ta cho thêm diền vào phim diền, ok. Đó. Rồi việc bây giờ là các bạn vẽ bộ đùi. Bộ đùi thì các bạn có thể vẽ tùy ý thoải mái. Đùi đến đây, sau đó ta điều chỉnh với các con xương. Vì bài nó hơi dài cho nên là tôi làm cái đoạn này thôi. Các bạn sẽ nhìn thấy nhân vật cũ của chúng ta đây nhé, là một thằng đàn ông. Bây giờ nhân vật chúng ta là một đứa đàn bà. Đấy. Thì chúng ta sẽ ghi xếp vào. Chúng ta sang nhìn thấy nhân vật thằng đàn ông này đã được update. Đấy, các bạn nhìn thấy không?
Xong rồi bây giờ chúng ta cứ coi tạm như vậy nha, chúng ta sửa tất cả toàn bộ thứ. Bây giờ chúng ta vào Content Manager và chúng ta chọn hành động Action. Action. Thì như các bạn đã biết là chúng ta vào Windows chúng ta chọn Timeline. Thì đường Timeline của chúng ta lên đây. Thì đây là đường thời gian nó chạy. Đường thời gian nó chạy. Ở đây gồm có Collect List này là để phóng tập. Để tập hợp lại. Transform là chúng ta chuyển động. Flip là Visible là ẩn hiện. Link là liên kết. Opacity là làm mờ. Motion là chúng ta chuyển động. Fade Motion là hành động. Còn đây là Transform là chuyển từ vị trí nọ đến vị trí kia. Fade là khuôn mặt. Đấy, chúng ta chọn như này nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn phần Motion Human. Human Female. Chúng ta chọn Female. Chúng ta chọn tiếp tục là đằng trước. Trước bây giờ các bạn nhìn này. Phần tức giận. Các bạn kéo nó vào đây. Đầu tiên tức giận. Đấy. Ngon không? Ok. Ok đến đây. Phần tiếp theo là phần phần làm complain. Phần làm tức là than thở đấy. Em không thích lắm đúng không? Ví dụ thế. Đấy là chúng ta làm đấy. Phần tiếp theo phần dance. Phần nhảy. Vui sướng mà nhảy. Đúng rồi. Ngon đúng không? Phần tiếp theo là phần exciting, hào hứng. Cô này rất hào hứng. Ôi trời ơi, hào hứng lắm, sướng, đúng không? Rồi hào hứng chán ra rồi bắt đầu thở nữa. Rồi buồn, trạng thái chúng ta là buồn. Buồn. Đó. Thế thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã làm xong được một cái phần đoạn bạn nhân vật này. Thế để nhân vật khác chúng ta lại kéo vào chúng ta làm nhân vật khác. Đấy, chúng ta đều làm cách như vậy thôi. Rồi còn đây là phần tiếp theo là tôi nói các bạn là phần nhập cảnh vào. Đấy. Vào ví dụ như là chúng ta có background. Background ví dụ đây là một cái đấy. Rồi, thế thì ở đây các bạn chú ý nhé, phần background này. Các bạn chọn cái này các bạn có thể phóng to ra. Đây là camera. Đấy, phóng vào. Thì anh này là như này. Đấy, thế còn anh background. Đấy, cái này các bạn có thể di chuyển. Anh này ra chỗ giữa sân khấu. Đó, ra giữa sân khấu. Đó. Các bạn nhìn thấy nhá, các bạn nhấp vào đây thì các bạn sẽ ra một cái 3D để các bạn xem. Các bạn xem 3D. Rồi 3D view. Các bạn sẽ ở đây thì chúng ta nhìn thấy là view 3D. Đó, bật lại trở lại. Rồi chúng ta cho về home như này. Đấy, vân vân. Thì bài sau rồi tôi sẽ nói các bạn cách để chúng ta. Đấy, chúng ta biến một cái thằng mà nó chỉ là một cái thằng đàn ông, bây giờ nó trở thành một thằng PD. Ta nhìn PD thì hay hơn đúng không? Tức là bây giờ chúng ta có thể chỉnh sửa những cái phần khác như là face. Face ở đây ví dụ các bạn muốn thêm cái khuôn mặt của nó như nào, các bạn có thể điều chỉnh preview. Face này chúng ta mới làm ít đúng không? Rồi chúng ta làm nhiều thứ thì nó sẽ được. Đấy. Đây là phần face nhé. Face để bữa sau tôi sẽ nói tiếp. Và hôm nay chúng ta học được cách là edit nhân vật. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh video của tôi. Xin chào thân ái các bạn.